JK Audio. Nghe chưa đủ, thấy sẽ tin. Vâng, JK Audio Minh Tuấn xin chào anh Bùi Văn Khoa. Anh số điện thoại là 0329336 và 014 ạ. Vâng, anh ở Trà Giang, Kiến Dương, Thái Bình. Vâng, anh có cho thông tin nhà xe Quang Sơn. Vâng, bên em sẽ chuyển xe cho anh ạ. Vâng, sau khi anh có xem kênh YouTube và anh đặt cho bên em một cái Sub B3 845-340. Vâng, bên em tặng anh rắc Canon da V và một dây AV 3m ạ. Vâng, thì trước tiên là thay mặt công ty JK Audio Minh Tuấn cảm ơn anh Sơn nhá. Là anh Khoa, cảm ơn anh Khoa. Vâng, cảm ơn anh Khoa. Thì đây là cái Sub B3 của anh đấy ạ. 845-340, bên em lấy ở kho ra, bên em test cho anh trước khi gửi đi ạ, rất là cẩn thận. Vâng, nhìn về cơ bản rất là khỏe, rất là nặng, khoảng hơn 40 cân ạ. Vâng, lần trước có e căng sắt rất là chắc chắn. Vâng, trông rất là hầm hố. Vâng, hai bên có hai cái tay sách này để chúng ta khênh, để anh Khoa và một người nữa khênh. Vâng, rất là nặng đấy ạ. Vâng, 540 lần trước cực kỳ uy lực, đang nằm phía trong đấy ạ. Vâng, đang đập thì trái tim mình đang đập đấy ạ. Đập càng khỏe thì sút nó càng chắc càng hay. Vâng, em quay ra phía sau anh Khoa nhé. Vâng, thì đây là cái sút B3 anh này. B3 mã là BS81525 mã. Vâng, có thêm cánh tản nhiệt. Đặc biệt là cái dòng này tản nhiệt là bằng hai lớp, một là lớp cánh tản nhiệt và một lớp quạt cánh quạt tản nhiệt. Vâng, cực kỳ là mát. Đây, ngồi đây có thể ngồi mùa hè có thể sưởi ấm được, gọi là ngồi quạt mát được đấy ạ. Vâng, mùa đông có hơi ấm đấy ạ. Vâng, vâng, em đang kết nối trực tiếp để em test cho anh Khoa nhé. Vâng, em thử tắt cái Sub B3 815-340 này của anh đi ạ. Rồi, em tắt đi ạ. Vâng, nghe giải âm rất là khô. Vâng, em đang kết nối với lại để công suất liền vang đi ạ. Mình có KM1000 và đôi loa K82-350. Vâng, em quay trở lại cái Sub của anh đi ạ. Vâng, em bật lên ạ. Vâng, chất súp cực kỳ là đẳng cấp. Và sau khi bên em có cho vào phòng kỹ thuật test ổn định thì bên em có dán tem công ty JK Audio Minh Tuấn bảo hành cho anh sản phẩm này 1 năm nhé. Vâng, đây ạ. Vâng, cái súp B3815-340 này của anh Khoa hoạt động rất là tốt và rất là ổn định ạ. Vâng, em quay đằng trước đi ạ. Cực kỳ là đẹp luôn ạ, rất là vuông vắn. Vâng, anh Khoa cùng quý vị và các bạn vừa và em cùng trải nghiệm cái súp này nhá. Rồi sẽ xuống bây giờ đây ạ. Nhạc đang chưa có súp. Rồi em xuống này. Rồi súp xuống đấy ạ. Đấy, rất là sâu ạ. Rất là uy lực và mạnh mẽ. Con sóc con này nó là 500W cơ ạ, cực kỳ là khủng. Nhấn xuống rất là gọn và chắc, nó không bị kéo dài như các dòng khác. Vậy anh Khoa nhé, cái súp này của anh hoạt động rất tốt. Thì bây giờ em xin phép anh Khoa là bên em bỏ ra cho nhân viên đóng hàng gửi theo xe cho anh. Vâng, sau cùng thì em chúc anh Khoa và gia đình chuẩn bị đón một cái năm mới gọi là an khang thịnh vượng và vạn sự như ý ạ. Vâng, chúc anh luôn luôn may mắn trong công việc và cuộc sống. Vâng, xin chào anh Khoa và hẹn gặp lại vào các clip sau. Vâng, anh Sơn nhé, sau khi bên em đã kiểm tra và bọc lót cẩn thận nhé. Thì đây là thông tin địa chỉ của anh ạ. Vâng, em nhờ bác Sơn chuyển ra xe quang, nhà xe Quang Sơn ở Giáp Bát cho anh. Vâng, sau khi bên em đã nhờ bác Sơn đây ạ. Thì chuẩn bị là bác sẽ ra xe Giáp Bát và gửi xe nhà xe Quang Sơn cho anh đây.